Anh Jun chắc cũng biết nấu ăn nhiều đúng không anh? Ngày xưa hồi học bên Nga là toàn nấu ăn mà. Ôi hả? Ừ. Tại vì hồi đấy tiền cũng ít nên là mình phải tự nấu ăn ấy. Chứ đâu phải như bây giờ là order về hay là đi ra ngoài ăn. Này anh đi du học. Anh đi du học, được học bổng. Wow. Ghê vậy, học giỏi vậy. Nhưng mà bây giờ làm thợ xăm. Anh vẫn nhớ cảm giác Nhu đến tiệm xăm anh với cái vẻ sợ sệt. Tại vì em sợ đau lắm. Cứ thấy người ta cầm cái cây nhọn nhọn là thấy sợ rồi. Không đau đâu. Không đau. Anh Vũ đi xăm rồi. Nói cho đỡ sợ thôi. Không đau thiệt hả? Kìa, một người có không hình xăm chia sẻ. Không phải đâu, tùy cơ địa đó anh. Lúc nãy anh quên chụp hình Nhu với cái túi rồi. Có hình rồi. Không sao, gửi anh nha. Gửi anh à. Chắc là rất là lâu đó. Ừ thì lâu thì lâu. Anh đâu cần luôn đâu. Anh có lấy hình em để đăng không đó? Đăng thì sao? Đăng thì phải trả tiền hả? À, không. Không cho đăng. Không phải. Sao? Nói xem nào. Phải sợ anh đăng hả? Không phải sợ. Vậy sao lại hỏi như vậy? Hai người này bí ẩn quá. Không biết tại sao hỏi vậy nữa. Nói dối. Tại gì vậy? Anh không hỏi em trước. Anh không hỏi em trước là em có đồng ý hay không? À, anh hỏi vậy thôi chứ anh không đăng đâu. Tại vì lâu rồi anh cũng không đăng mấy cái thứ anh làm lên ấy. Ừ, anh chỉ để ở tiệm anh tặng khách thôi. Ừ, chứ anh không đăng. Anh hỏi thử xem em có cho đăng không? Vậy thì anh hỏi đi. À, anh đăng hình em lên được không? Được, nhưng mà phải có một cái điều kiện nào đó. Điều kiện gì? Điều kiện thì em chưa nghĩ ra, nhưng mà sẽ có. Khó khăn nhỉ, cũng được nhưng mà điều kiện dễ thôi nha. Sao anh lo thế? Em có làm khó anh bao giờ đâu. Biết nói chuyện không có trả lời được luôn á, thấy anh Jun. Có làm khó anh đâu, điều kiện thôi biết chừng. Ừ, có làm khó thì nào đâu. Ừ. Không hề. Kêu bao chậu ăn hay gì đó, đúng không? Hay đi uống gì đó, đi chơi. Vậy anh Đạt thay em làm điều kiện luôn đi. Anh đang gửi cho anh Jun, tại mất công trong đầu anh Jun nghĩ nhiều quá, nghe không? Nhu muốn đặt Nhu rủ Nhu đi á. Trời, nói gì đâu mà nếu gì hai ba lần liên tiếp vậy anh? Anh run rẩy gì mà anh nói gì đâu mà. Liều. Thôi lại đi ra tiếp. Tan ca trở về nhà, Thiện Long chắc chắn rất nóng lòng muốn được chứng kiến ngay tay nghề nấu nướng của cô gái mà anh chàng đang để ý. Hello. Mình bước vào thì mình thấy anh Chun với cả Đạt đang đứng trong đó với Trâm. Mình nghĩ là sẽ có một người con gái nào khác phụ, nhưng mà không, hình như là Trâm làm hết mọi thứ, khiến mình kiểu Trâm khá là nice trong những cái như vậy, khá là ấn tượng. Này cũng biết món gì đấy. Ở bên Trâm à? Trời đất ơi. Em chở đúng không? Mình em đi được đúng không? Đó phải cả. Dễ gì mà đi hết đống một mình em được đúng không? Nhìn phải ghi liền. Mọi người làm em xong đi lên tắm rửa nè. Đi đi. Mấy người mới về nói chuyện hay lắm. Hôm đó anh ngỡ như thiên đường, Dota cùng nhau từng nhịp thở, xuống ăn cầm sẵn ngọc biên cương, giây phút có tăng hoa nên anh chẳng kịp nhớ cao trên m6 xinh đẹp tự thiên thần, có lẽ chúa trời giờ muốn ăn an phận à ha. Ngày hôm nay mọi thứ khiến cho mình cao hứng, bởi vì kiểu lần đầu tiên đã có một người con gái tới chỗ làm mà thăm mình, cả quá trình mà bắt đầu đi làm trước cái giờ đã có người con gái tới, mà đặc biệt là Trâm nữa, cũng kiểu khiến cảm xúc nó cũng nó có đại loại kiểu rất là lạ, kiểu cảm giác nó rất là lạ, kiểu nếu mà với một người mà kiểu có thiên hướng nghệ thuật như mình thì rất là nó cảm xúc rất là dồi dào. Nếu mà có thể mà viết một bài nhạc tại ngay ngày hôm nay, nhưng mà nếu mà có điều kiện thích hợp nên là ngày hôm nay đúng là công nhận là mình rất là cao hứng. Yêu em không hề là sai trái, yêu em là bổn phận mà cuộc đời đã đem lại, muốn con nhỏ tôi say bye bye. Giờ em làm gì nữa? Như xong rồi vậy? Đi luôn đi, tại vì cái này giờ em nấu nó là xong. Anh đứng rồi. Đi, anh đứng đi, em anh thay phiên. À bây giờ có gì đâu, bây giờ đồ bếp chỉ bỏ vào thôi mà. Bỏ gia vị thôi mà, không có gì hết. Trời. Ừ. Nếu em muốn học nấu ăn thì em đừng lại. Anh biết rồi. Anh biết rồi. Trong lúc cùng Phương Trâm chuẩn bị những công đoạn cuối cho bữa ăn thì Quân Đạt bất ngờ bị Bích Nhu kéo ra ngoài trong sự ngơ ngác của chính mình.
em muốn hỏi anh là khoảng thời gian gần đây nhất anh chụp hình selfie cùng với một bạn nữ. Thật sự là anh không nhớ luôn, thật sự là không nhớ. Nếu mà chụp hình với em gái anh là khoảng cả tệ 2 năm mấy. Một bạn nữ khác ngoài em gái đi, ngoài người thân. Thật sự là anh không nhớ thiệt luôn, tại vì lâu lắm rồi anh không có selfie chung với bạn nữ luôn á. Ý là anh rất là ít tiếp xúc ngày, thật sự. Nhưng mà đối với bạn nữ, ví dụ như là hồi lớp 11 thì là anh thích con nhỏ bạn ở đó cùng lớp, mà nói chung là đến cả nói anh còn không dám nói, đôi khi nhìn còn không dám nhìn. Vậy là mình chỉ thích kiểu đơn phương thôi. Đúng rồi. Bạn gái đó không hề biết là anh có thích bạn. Có biết. Có biết. Có biết, nhưng mà anh thấy kiểu như mình không nói ra biết rồi kiểu. Bạn cũng lơ. Đúng rồi. Đó vậy đó. Tại vì anh rất là ít chụp hình luôn á. Em nhìn anh chụp hình là anh không bao giờ tự nhiên nổi luôn á. Anh không phải như mẫu ảnh cho em đâu thiệt. Anh bị ngại, bị ngượng. Sao? Nhìn kiểu anh á, em thấy là selfie chắc là nhìn rất là trưởng thành, đứng đắn. Chứ không phải là kiểu ngượng như anh nói đâu. Đừng nói em mời anh đi chụp làm mẫu ảnh nha em. Đâu tại vì đó. Á, cái này cũng là điểm yếu trong chụp ảnh là anh không biết tạo dáng luôn. Thực sự luôn. Anh chỉ có một kiểu nè. Anh nói thiệt em muốn chụp ảnh có vậy thôi. Giống như đi làm vậy đúng không? Suốt ngày cứ để vậy. Ai chụp hình hồi đó có trái tim như là anh đưa lên là anh đã thấy ngượng rồi. Ai? Về trễ về ca. Kẹt xe quá à. Đi mệt luôn á. Lên tắm rửa đi, chút nữa. Tắm rửa đi ăn cơm. Nay anh với bé Trâm nấu cơm. Nói chuyện gì à? Tâm sự mỏng. Tâm sự mỏng rồi. À, do chủ đề đi. Vậy em báo cho anh một tin. Đó là sắp có một bạn nữ rất là xa lạ với anh luôn, chuẩn bị chụp hình chung với anh. Sao cười? Có muốn chụp không? Nói anh thì giờ nói chung là giờ đó anh bình thường, anh tự nhiên rồi. Nói chung là cũng bình thường. Khi chụp thì mình chụp thôi, nhưng mà anh vẫn sượng, thật sự. Anh biết đó là ai không? Bây giờ chỉ có em thôi chứ. Mình chụp với em thì nói chung là chụp bộ ảnh thì nó hơi sượng xíu. Anh cũng không biết tạo kiểu, anh thật sự không biết tạo kiểu nha. Anh chỉ để vậy thôi. Đơn giản thôi, em chỉ chỉ với anh một kiểu, đúng một kiểu duy nhất là được. Tạo kiểu sao? Anh có thoải mái không? Thoải mái chứ. Em thấy đó, anh hơi run. Tại vì em nhận được một cái thử thách, đó là sẽ chụp hình cùng anh tạo dáng trái tim. Thử thách thì ok. Ồ. Mà cười hay là sao? Anh thiệt luôn, anh dở lắm á. Em phải từ chỉ. Từ. Này đúng không? Góc siêu rộng hả? Ừ. Trái tim đẹp chưa ta? Ok. Rồi, 2, 3. Okay. Xong rồi, cảm ơn anh nha. Okay. Để em thực hiện xong thử thách của chương trình rồi. Ok. Và ăn tối rồi. Chúc mừng em không bị phạt nha. Chỗ là anh rung chết được thiệt. Muốn tim muốn nhảy ra ngoài luôn thiệt em. Nếu mà chụp với một bạn gái xa lạ như vậy thì anh sẽ có cảm xúc như thế nào? Mình chỉ hỏi thử thôi. Nhưng mà thật sự là thấy anh có vẻ hơi bối rối và cũng có rung nữa. Mặt anh Đạt lúc đó kiểu như là không biết một cái gì hết, giống như bị đưa vào cái tình thế làm cho ảnh hồi hộp. Thành viên nữ cuối cùng trong ngôi nhà chung đã trở về, và khi bữa tối gần như đã sẵn sàng chờ mọi người xuống ăn thì một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Thật đáng tiếc khi bữa cơm ngon ngày hôm nay của ngôi nhà chung lại thiếu vắng mất một thành viên là Đinh Đông, vì phải tới 9 giờ tối thì anh chàng mới có thể xong việc trở về nhà. Sao anh Đạt ngồi xa quá vậy? Trời ơi trời. Anh lấy em tới kêu em lấy cho nha. Bà kia bà bị gì ai chọc vậy? Không, này nè. Nói rồi, hồi nãy nấu ăn có nhớ là nói với bé này sao không? Nhớ là nói gì không? Không dùng từ chuyên gia. Em có thể nói anh nghe nhẹ nhàng được xíu được không em? Nghe sao căng thẳng quá vậy? Em á hả? Ừ.
Rất là căng thẳng hả? Rồi. Để em suy nghĩ lại lời nói của em coi. Bé này nói chuyện nó cứ nghiêm túc và kiểu như nó cứ téo téo sao á. Cái giọng điệu đó. Vậy là anh chê á hả? Không phải, kiểu không. Như em hài hước mà em không biết em hài, em hiểu không? Em không biết. Mẹ em nói gì nè. Là em hài từ trong tâm em hài ra. Ai làm gì anh Long vậy? Tự nhiên ảnh im re, ảnh cứ ngồi ảnh ăn gì, ảnh im luôn. Bé lại nói sao nào mắc cười của nó thiệt á. Nữa. Hôm nay đi làm có gì vui hả? Nó cứ cười vậy hoài, biết tối làm gì. Không biết ai làm gì ảnh luôn á. Mà bình thường im lặng là đâu có nhai luôn á anh. Im lặng là ngậm cái miệng lại á, không có nhai luôn á. Nhưng mà lại anh nhai quá trời thì anh nói luôn đi chứ còn cái gì nữa. Anh nói đi, ai ăn hiếp anh? Em chứ ai. Cái thằng này nó nói chuyện khó hiểu lắm, mình có hiểu nó làm chi cho nó mệt. Ở chung phòng anh biết mà. Tối về để tự tâm sự sau. Nhưng mà em có làm gì cho anh buồn không? Không, thiệt. Em rất là vui luôn á. Nó không có buồn đâu, thằng này biết. Nó ngủ mà giữa đêm nó bật dậy bọc gáp là em biết. Cái thằng nó trời ơi, coi chưa. Anh lại nói chuyện cũng đúng téo luôn á. Em mà anh Đạt nói chuyện tèo hả? Đúng. Sao anh Đạt cũng bảo là em nói chuyện tèo luôn. Hợp nhau á. Hợp thì phải ship thôi. Thôi ship xong ông này buồn nè. Cái gì vậy? Không phải hả? Mình không biết gì hết. Mình ăn thôi. Hợp mà nó dứt khoát nè. Hợp. Nhu thì mình nghĩ là cũng có thể để ý đến ai đó, nhưng mà mình cũng không biết được đó là ai vậy cả. Không muốn để mọi người biết cảm xúc của Nhu. Cũng có thể là Nhu đang thích ai đó. Mình không biết được. Dạ anh thấy em hợp với ai? Em à? Đâu, anh nói em hợp với ai thì trong lòng em có người đó rồi. Anh nói làm gì? Nói làm gì? Em đâu muốn biết anh nghĩ gì mà. Để anh em. Để biết đâu trong lòng em đang có để, anh thì sao? Tự nhiên cái anh kêu hả? Để đang trả lời phỏng vấn xong rồi em sẽ được xem ở trên. Thôi nè, em đang hỏi mà. Em thì em coi lại, biết bao giờ mới được coi lại. Lâu lắm. Em lại quên mất câu hỏi này luôn á. Em hợp với anh nhé. Em hợp với anh nhé. Nước nổi không mọi người? Em rất là xấu hổ. Sợ sao? Được chưa? Được chưa? Thỏa mãn chưa? Thích chưa? Thôi anh mới sợ ke. Vậy em hỏi nhưng mà em không muốn tin đúng không? Hoặc là trong đầu em... Em giả bộ thử lòng anh thôi. Hoặc là trong đầu của em đáp án là người khác. Đáp án nó nằm trong này. Mình nghi ngờ Nhu và anh Chun. Hai người có cái phong thái ổn định lắm. Cái sự quyết tâm tìm người yêu nó ít lắm, nó không có nhiều. Anh Chun thì mình cũng có test thử vài bài test như kiểu là anh ấn tượng với ai, anh ấn tượng với em cũng ấn tượng với anh. Anh ngồi với em, anh có hồi hộp không? Em hồi hộp nè. Anh cũng hồi hộp á. Cái kiểu mà đớp thính giả trân á. Hai người cũng thính giả trân thì mình thử cũng kiểu giả trân, ảnh thì cũng giả trân, ảnh không có cảm giác là giật mình hay là ngạc nhiên hay gì đó với mình hết. Chắc là cặp đôi bị ẩn rồi đó. Ủa anh Long mấy giờ em về chị? Chị đâu biết đâu. 21 giờ. Vậy là tụi mình đi chơi trước. Xong cái gì kêu anh Long chị ở đây. Ừ, kêu Long chị qua đó học liền. Mà ổng hình như đi từ sáng giờ luôn đúng không? Chứ không phải đi nào. Hồi chạy qua kia chắc cấm đầu luôn á. Mệt á. Cấm đầu luôn. Cứ bà là có cai rồi đó, đợi là không cấm đầu rồi đó. Mọi người có bao giờ ăn cái kiểu như này không? Xong bỏ vô mồm á, ăn cải dao á. Ý là cải dao. Không, ý là bỏ cái dao này nè, xúc này nè, xong rồi ăn nguyên miếng á. Mọi người có bao giờ ăn vậy không? Có. Không có. Đây, ăn thử coi. Em không tin, anh ăn thử em xem. Nè, anh ăn thử đi. Nè, anh ăn thử đi. Em giỡn thiệt á em. Nè, anh ăn thử đi. Chuyện giả mày ăn nha. Đây. Cẩn thận đó, cẩn thận đó. Trời giỏi. Ghê quá, sợ con bé. Cái kiểu này mình tự làm được, thật sự. Sợ mọi người. Bình thường mà. Hằng con bé nó nắp mũi á. Cho miếng dưa hấu kìa. Anh ăn kiểu nào? Anh ăn kiểu nào? Anh là kiểu không dao. Anh là kiểu không dao hả? Ok.